Máy Nông nghiệp Hải Sơn xin chào tất cả các bác nhé các bác ơi. Hôm nay em sẽ quay một em rất là nhỏ xinh cho các bác xem luôn đây. Bây giờ trước đó là rất nhiều các bác có hỏi những cái em dòng mã lực nhỏ ấy, để các bác mua về phục vụ gia đình là chủ yếu ấy. Phục vụ gia đình hoặc là nó chỉ là đi xới đất thôi, đất cho các bác thôi. Thì có những em như ở tầm đợt này bọn em có hai em 15 mã lực, có em B1502 với cả một B1-15 này nhé các bác ơi, đều là 15 mã lực và đều là hai cầu. Nói chung là những cái em này thì em cũng đã quay kha khá video cho các bác rồi. Cứ về máy về là em sẽ quay cho các bác luôn, cho các bác xem. Hôm nay sẽ có một em được lên sóng đây. Cái video cũ thì là bán rồi, cho các bác xem video mới tinh luôn. Là em nó mới về cái công hôm đầu tháng 9 vừa rồi á. Đó, là có em này nhá các bác ơi. Em này thì bọn em sẽ bán kèm rắn sới luôn. Bình thường là những cái em nhỏ nhỏ này này, rất nhiều các bác hỏi những em dòng nhỏ này luôn. Các bác muốn mua về có thể là bên sân gôn nó cũng được. Bên sân gôn họ cũng rất là thích những cái dòng máy nhỏ như này luôn này các bác này. Đó, ở bên cạnh xưởng họ đang làm cái nhà là cũng hơi ồn một chút. Đây các bác sẽ xem máy nhá, máy móc đẹp 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 dã man luôn ấy. Đấy các bạn ý rửa ráy sạch sẽ lên rồi cho các bác xem rồi, zin đét luôn. B1-15 chuẩn tem đây, chuẩn tem của nó đây này các bác này. Đó, phần lốp trước này nhỏ lắm, nhìn ngoài nó nhỏ, nó chỉ nhỉnh hơn con xe máy một chút thôi. Đây em 500-12 lốp hai cầu, 500-12 nhé các bác nhé. Đó, lốp bãi nhá. Đó, lốp sau này, lốp sau em nó đây rồi, có 8-18 thôi, nhỏ xinh. 8-18 bình thường nó là một cái lốp lốp trước của một con máy thường thường thôi đấy, thì các bác có thể tưởng tượng được cái mức độ nhỏ xinh của nó là như này. Đó, khá là nhỏ xinh nhá các bác ơi. Chứ là nhìn nó sẽ phù hợp với những cái các bác mà làm nhỏ lẻ là nó rất là phù hợp luôn. Em sẽ cho các bác xem động cơ của nó luôn. Đây, phần động cơ của em nó đây, thiết kế cũng nhỏ nhắn xinh xắn mà là đơn giản luôn, động cơ đơn giản luôn này. Em này ba máy đó. Cái bình ắc quy cũng rất là nhỏ này. Đó, ống khói đây gọn gàng, thiết kế chạy dọc như này, nó về đằng trước này như này nhá các bác ơi. Đấy, đồ em này cũng phải khá là phổ thông luôn. Các bác xem này, đây ống khói này, máy này, bên này, đó. Máy chuẩn bãi luôn, chuẩn bãi rất là đẹp luôn. Dòng Kubota, vẫn là dòng Kubota thôi, nhưng mà đây tên của nó đây, Kubota, Kubota B1-15. Đó, đây em sẽ cho các bác xem phần cầu, phần gầm, từng cái phần cầu, phần gầm của nó nhé. Đây này, zin đét luôn. Nói chung là em này zin đét luôn này các bạn này, em nào cũng zin đét luôn. Đấy, cái thước lái nó sẽ thẳng tưng luôn như này luôn này. Đó, cầu thiết kế rất là gọn gàng đơn giản thôi. Em không biết mà em B502 đấy nó đang ở chỗ nào rồi. Đó, nó nhìn nó nhỏ gọn thôi, khá là nhỏ gọn nhưng mà nó vẫn có đầy đủ các công dụng, cày vừa kéo sới thoải mái luôn nha các bác ơi. Đó là vẫn đầy đủ các công dụng của một em máy cày 4 bánh. Nó chỉ là mã lực nhỏ thôi chứ không phải, nó không phải dòng máy cày mini bé bé như kiểu dắt tay đâu, không phải máy cày dắt tay, nó là chuẩn máy cày 4 bánh nha các bác nhá. Như bình thường là cái dòng này nó sẽ có dòng phay đặc chủng luôn, là dòng phay của bọn B đó. Đó, phay 1m2 thôi nhá các bác nhá. Tại vì cái phần đuôi này này, đây đuôi này nó sẽ được thiết kế dành gọi là dành riêng cho những cái dòng nhỏ, dòng B nhỏ này này các bác này, sẽ có dòng phay đặc chủng riêng luôn. Thì bọn em sẽ là bán máy kèm phay nhá, không bán rời như các máy khác đâu. Máy khác thì bọn em có thể bán máy đầu không, nhưng mà những em dòng B này là em sẽ auto
là bán máy xay cho các bác nhé. Đó các bác ơi, xay của nó đây, xay xay riêng dành cho chúng đây đây. Hoặc là các bác không mua xay cũng được thôi, để bọn em sẽ tìm được cái khách nào mà có nhu cầu mua mỗi dàn xay thôi thì cũng tóm lại là sẽ đủ lượng được nhé các bác. Đây, nó xin cả bánh bơi đầy đủ luôn này, đầy đủ luôn cho các bác này. Nó HA10 này. Đấy. 2m2 cho em B15. Cái phần chỗ ngồi em đánh giá là khá là rộng rãi thoải mái luôn. Đây, các bác nhìn cái khoảng cách chỗ ngồi này. Ngồi lên làm với rất là thoải mái nhá. Cái số của nó đây. Số chính đây này. BCO. BCO đây. Ở bên dưới như này luôn này. Đó. Dưới nguyên bản. Rồi đây. Cái này nữa. Đó. Hình dầu của nó sẽ thiết kế đằng sau như này các bác này. Khá là to rộng luôn. Đó. Thoải mái mình làm việc luôn này. Đây một em kèm thêm cho các bác một cái gương. Số của nó đây. Đây em sẽ chờ bạn ấy đánh đổ cho các bác này. Các bác ơi, một em 15 mã lục nhá, mà ba máy, nó vẫn là cái dòng máy cày 4 máy luôn. Nói chung là cái dòng này rất là nhiều các bác đã từng dùng, bọn em nhập nhiều á, nhập nhiều mà các bác dùng dòng này rất là nhiều rồi ạ. Cái lúc trước bọn em có cái em B10 là nhỏ hơn, là cũng có tầm 3-4 em cũng hết luôn rồi. Rồi cũng có các em B14 hoặc 15, 17. Nó đều là những cái dòng như thế này này các bác này, đó. Nói chung là mấy cái dòng như thế này được các bác hỏi rất là nhiều luôn. Nó giá thì nó cũng vừa tầm thôi, chỉ mấy chục thôi. Đó, rẻ hơn một cái em xe máy luôn á. Thì các bác mà quan tâm đến dòng này thì có thể để lại số điện thoại hoặc là liên hệ trực tiếp bên em nhé. Em sẽ báo giá cụ thể cho các bác luôn. Muốn quay chi tiết như thế nào em cũng sẽ báo giá, báo sẵn cho các bác luôn nhé. Quay chi tiết cho các bác luôn nhé. Rồi, em xin phép kết thúc video tại đây nhé các bác ơi. Xin chào tất cả các bác nhé.